Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 21, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự tại điểm cầu Nhà Diên Hồng. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Nguyễn Văn Quảng chủ trì. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Phát biểu khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tòa án và ngành kiểm sát nhân dân có vai trò rất quan trọng trong việc bảo đảm hệ thống pháp luật được thực hiện một cách nghiêm minh, góp phần tích cực vào công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội chất vấn ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, không nên đi sâu vào các vụ án chi tiết cụ thể, tranh luận một cách thẳng thắn, trách nhiệm, mang tính xây dựng cao để góp phần làm rõ thực trạng và đề xuất được các giải pháp phù hợp, hữu hiệu và khả thi mỗi chất vấn. Liên quan đến nhóm vấn đề về tòa án, trong phiên chất vấn sáng nay, nhiều đại biểu đặt câu hỏi về giải pháp nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng. Đề cập tỷ lệ án hành chính bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan vẫn cao. Đề nghị đồng chí chánh án cho biết nguyên nhân sâu xa của tình trạng này, phải chăng còn có lý do là tâm lý của một bộ phận thẩm phán tòa án cấp sơ thẩm còn có tâm lý nể nang, né tránh, ngại va chạm trong giải quyết. Bởi vì bên bị kiện chủ yếu là cơ quan, người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính. Khi xét xử thì các cái thẩm phán xét xử các vụ án của Ủy ban Nhân dân cung cấp thì cũng có cái câu chuyện nể nang, cái đấy là có thật. Nhưng mà cái tỷ lệ không nhiều, cái tỷ lệ hủy sửa cao á, thì nó có những nguyên nhân chủ yếu như sau. Một á, là cái việc cung cấp tài liệu của Ủy ban Nhân dân các cấp cho người dân là không đầy đủ. Cái việc thứ hai nữa là cái sự tham gia của chính quyền các cấp trong các phiên tòa hành chính thì rất hạn chế. Đề cập đến việc xét xử trực tuyến, nhiều đại biểu cũng bày tỏ quan tâm đặt câu hỏi. Sau khi có nghị quyết của Quốc hội, ngành tòa án đã hướng dẫn triển khai tổ chức tập huấn, yêu cầu tất cả địa phương có phiên tòa trực tuyến mẫu để tham khảo. Hiện nay, hơn 5.400 vụ án đã được xét xử trực tuyến ở 647 tòa án trên 63 tỉnh thành. Tuy nhiên, thực tế cơ sở vật chất phục vụ hoạt động này còn thiếu. Chúng tôi đã có phiên tòa mẫu cho tất cả các địa phương tham khảo. Và trên thực tế thì những cái ngày đầu thì còn đang rất là lúng túng, nhưng bây giờ thì anh em đã thành thục hơn. Về cái việc phối hợp với các cơ quan thì không phải chỉ tòa án là phải cần tập huấn, thì các cơ quan khác, ví dụ như Viện Kiểm sát hay là cơ quan điều tra thì cũng cần phải tập huấn để nâng cao cái trách nhiệm cũng như là cái kỹ năng điều hành của phiên tòa xét xử trực tuyến. Tại phiên chất vấn, nhiều vấn đề khác cũng đã được làm rõ, tập trung nhóm vấn đề về việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ.